Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm truyền thống lực lượng công an nhân dân, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, cùng dự có đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Thời gian qua, Cục An ninh Kinh tế đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy, Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đơn vị, địa phương, phát huy vai trò của toàn lực lượng an ninh kinh tế trong triển khai quyết liệt, đồng bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước, đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu, triển khai hiệu quả chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề xuất với Đảng, Nhà nước kiến nghị các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách, sửa đổi quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục sơ hở, thiếu sót, kịp thời làm rõ, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh kinh tế. Lực lượng an ninh kinh tế đã lập nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi, lợi ích nhóm, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi an toàn cho sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế của đất nước.